Thưa quý vị, sau đợt nghỉ lễ dài ngày, các địa phương đang lần lượt công bố báo cáo về thu hút du khách đến tham quan. Riêng miền Tây, báo cáo sơ bộ từ một số tỉnh cho thấy các điểm đến nơi đây đã có một mùa du lịch khởi sắc. Theo thông tin của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, địa phương này đã đón gần 92.000 lượt khách, trong đó có 5.000 lượt khách quốc tế chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ. Các điểm đến thu hút đông khách nhất là chợ nổi Cái Răng, Thiên viện Trúc Lâm Phương Nam, làng du lịch Mỹ Khánh, Thống kê sơ bộ của ban quản lý bến cảng Phú Quốc cũng cho thấy, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 đã có 240 chuyến tàu vận chuyển khách đến và rời đảo, tương đương đối với hơn 52.000 lượt khách. Bên cạnh đó, An Giang cũng là điểm đến hút khách tại miền Tây do 4 ngày nghỉ lễ nhằm ngay mùa lễ hội viếng bà núi Sam. Ước tính mỗi ngày có hàng chục ngàn du khách đến thành phố Châu Đốc và vùng núi Thất Sơn hành hương tham quan.